chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên Hương Trà. Tên của bạn tương ứng với số 5. Với con số này tượng trưng cho một trực giác thiên bẩm, tượng trưng cho uy quyền thiêng liêng, sự nhanh trí, hoạt động theo cảm hứng, phiêu lưu, gan dạ, sự kết hợp của tinh thần và vật chất. Số 5 tượng trưng cho thần đại tư giáo La Mã. Xét về tính tình và nhân cách, đây là những con người sáng trí, hành động mau lẹ. Đặc biệt hơn, họ rất quý trọng tự do cá nhân và luôn luôn vận dụng tinh thần đã thúc đẩy họ không ngừng hoạt động. Phần đông, họ sẵn sàng hy sinh quyền hành, địa vị cho sự hoạt động và phiêu lưu. Khi xuống tinh thần, họ thường trở nên dễ tức giận, cáu kỉnh và buồn bã, thường làm việc một cách trì hoãn, soạn thảo chương trình, kế hoạch và cuộc sống hàng ngày, không lo tới ngày mai, mặc cho dòng đời lôi cuốn, muốn ra sao thì ra. Có nhiều nghị lực và hứng khởi, và tuy thay đổi tính cách nhanh chóng, nhưng họ là những người có sức chịu đựng lớn, rất ít có việc làm cho họ chán nản lâu dài. Bản tính lạc quan giúp cho họ mau lấy lại tinh thần, thích thay đổi mới lạ bất kỳ một việc gì, không bận tâm cho lắm về vấn đề tình yêu hay tài chính. Họ tận hưởng những gì mà tiền bạc có thể mang đến, nhưng luôn luôn ham phiêu lưu hơn cả. Người số 5 rất cương quyết và nhiều nghị lực, ý chí, ít khi phải ngập ngừng, đắn đo trước mọi vấn đề nào đó. Thường cảm nghĩ cũng như hành động đều là tùy hứng, rất nóng nảy, bộp chộp. Tuy nhiên cũng rất nhiều duyên dáng, niềm nở, vồn vã. Thích những buổi họp, thích cười đùa, ca hát và chuyện phiếm. Dễ đem cái vui đến cho người xung quanh, làm người khác quên đi nỗi ưu phiền. Bị chi phối rất nhiều bởi tinh thần, có óc sáng kiến và thích đem ra áp dụng. Thường được người quen biết mến chuộng, nhưng đối với những người biết rõ họ hơn thì lại giảm bớt sự mến chuộng vì cái tính cách quá bất thường của họ, nhất là khi tức giận và không kiềm chế được bản thân mình. Xét về mặt công việc, năng khiếu và tiền bạc, đây thường là những người có bốn đặc tính đem lại thành công: thông minh, tài ba, nghị lực và tính nhân. Nhưng đối với họ, thành công không phải là đạt được quyền hành hay tiền bạc, mà là tận hưởng đời sống, luôn luôn có một những cuộc gặp gỡ và chinh phục mới, không thích sự buồn tẻ với bất cứ giá nào. Vì vậy, họ cần phải chọn những nghề nghiệp cẩn thận để khỏi lãng phí những cái đức tính sẵn có của bản thân mình, mà còn phải khéo léo và không ăn bàng. Nếu được lựa chọn đúng nghề, họ sẽ leo lên tột đỉnh, chẳng hạn như viết báo, sáng tác, hội họa, nhiếp ảnh, luật gia, thể thao gia, phi công. Thích hợp với các nghề như quảng cáo, tuyên truyền hay cần giao tế. Muốn thành công thì phải có sự hứng thú. Rất bấp bênh về mặt tiền bạc, có thể thành triệu phú hay trắng tay chỉ trong một đêm. Rất rộng rãi về tiền bạc, ít dành dụm, nên để cho người khác quản trị họ trong vấn đề tiền bạc, ít lo lắng về tương lai và những ngày trở trời. Xét về mặt tình duyên, họ là những người dễ quyến rũ người khác và luôn luôn là kẻ hấp dẫn đối với kẻ khác phái. Thường có bản chất về tình cảm và tình dục rất mạnh, hết sức lãng mạn, yêu cuồng, sống vội. Viết thư tình một cách say mê, đi đến tính ước một cách bất tử. Kết hôn với họ, bạn có thể đi đến thiên đường hoặc đến địa ngục, ít khi là lưng chừng ở giữa. Thích hợp với họ phải là những người ưa tự do bay nhảy, hoạt động tùy hứng hoặc là những người khác hẳn, không cần thay đổi gì đến cuộc sống của họ cả. Người thích hợp hơn cả, đó là người mang số 5. Hôn nhân có thể có nhiều sóng gió, nhưng đối với họ, trật tự và bình yên không quan hệ lắm.
chỉ cần có thích thú và tình dục thỏa mãn. Có thể hạnh phúc với những người mang số 2, số 3 và số 6, miễn là cũng dám phiêu lưu trong vấn đề tài chính. Cũng thế và trung bình đối với số 1 và số 8, chỉ cần bớt độc đoán và chỉ huy. Mời quý độc giả cùng tham khảo các chương trình tiếp theo của Phong Thủy và Số Phận